Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em lại tiếp tục bóc hộp những chiếc lọc xì Dbic 231S. Thì em đã test những sản phẩm này rất nhiều rồi và hôm nay làm theo một nhu cầu của một bác khách hàng. Có nghĩa là test hàng trước khi gửi cho bác để bác yên tâm hơn. Và bác nhờ người nhận hộ anh em nhé, nhờ người nhận hộ. Nên là bác muốn bên em phải test trước khi gửi cho bác. Thì ok, bác này là bác Quang này, bác ở Trung Liệt, Hà Nội anh em nhé, Trung Liệt. Đây, test trước cho anh được không? Ok anh nhá. Thì bác cũng chuyển khoản đủ cho bên em, đó là 1.400.000 đồng rồi. Và ok, bác nhờ người nhận hộ thì chút nữa thì em sẽ báo ship tới ship cho bác thôi. Và sẽ test hàng trước khi gửi cho bác, nên bác yên tâm. Về những chiếc lọc xì Dbic 231 này thì bác ghép nối với lại âm ly để nâng cấp cho chiếc âm ly, tăng giảm bass check sẽ được hay hơn rất nhiều anh em nhá. Và ok, sẽ bóc hộp và test hàng luôn. Và những sản phẩm này của bên em đều là những sản phẩm hàng mới, bóc hộp hết, nên anh em yên tâm. Và nhiều anh em hỏi là 231 này của bên em nó là hàng bãi hay hàng mới. Thì lưu ý với tất cả anh em, nó là hàng mới anh em nhé, hàng mới. Và trong này thì nó có dây nguồn hai chấu anh em nhé, dây nguồn. Và tiếp theo thì sẽ mở chiếc vang này ra để test hàng cho bác đây. Đấy, toàn là hàng mới thôi anh em yên tâm về cái chất lượng và cái độ bền của nó. Em bán những dòng này rất nhiều rồi và hầu như nó không có lỗi luôn anh em nhé, lưu ý tất cả anh em luôn. 100 con thì cả 100 con không có lỗi luôn. Và bác hộp và sẽ test gửi cho bác. Thì với sản phẩm này thì bác cũng đã tham khảo và bác cũng đã biết, đó là sản phẩm này bên em bán nó là chạy nguồn xuyến tròn anh em nhé, bản cao cấp nhất, chạy nguồn xuyến tròn. Và đây là những bản cao cấp nhất và không có bản nào cao hơn được những chiếc lọc xì Dbic 231S này đâu anh em nhé. Ok, cắm nguồn và test luôn thôi, rất nhanh gọn anh em nhé, test nhanh và gửi cho bác thôi. Thì em sẽ báo nhân viên nó đi ship cho bác là ok. Test trước khi gửi đây, ok chưa? Đây là rắc tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu vào, và đây là hai rắc canon đầu ra. Em sẽ sử dụng xuống đẩy F7409, sử dụng cục đẩy 4 kênh F7409 và để test cái trước đâu. Ok, bật nguồn. Và với cái này thì em sẽ tăng lên cho bác tầm khoảng 1-2 giờ để bác căn chỉnh. EQ bypass thì em sẽ tắt đi, lao cắt thì em cũng tắt anh em nhá. Đấy, đây là 4 cái nút em sẽ tắt đi. Và ok, test trước đâu. Sẽ test cho anh em luôn. Sẽ giảm hết những cái này xuống. Giảm hết xuống và test từng chất âm một cho anh em cùng nghe này. Ok, đây là kênh thứ hai không phải. Yeah, test kênh 1 anh em nhé. Đây. Bát lên này. Em sẽ cho căng thêm một chút âm lượng cho này. Bát lên anh em nhé. Bắt đầu sẽ những giải mid, giải trung lên này. Đây. Anh em nghe đã có sự thay đổi đúng không ạ? Đấy. Và bắt đầu check này. Đấy, check ok anh em chưa? Đây là kênh đầu tiên nhá. Giảm hết xuống này. Giảm bát này. Và nó chỉ còn trung mới giải 2 thôi anh em nhá. Đấy. Đây, giảm đây còn mỗi check đây này. Đấy, hoạt động bình thường luôn. Ok chưa? Tăng bát này. Tăng bát này thì nó sẽ hơi khó thu được. Anh em cần phải đeo tai nghe và nó sẽ thu được dễ hơn. Và mid và check. Đấy, ok chưa? Kênh 1 xong anh em nhá. Chuyển sang kênh 2 này. Kênh 2 thì mới đầu dB của nó bé, tiếng nó chưa thể nào to được. Và tăng bass này. Đấy, ok chưa? Bass lên anh em nhá. Mid. Check. Đấy, ok chưa? Bắt đầu lên check rồi. Và sẽ đánh lên cả hai kênh cho anh em nghe luôn. Đèn này thì nó nháy nó tùy thuộc vào cái tín hiệu đầu vào nhé. Ví dụ đây, tín hiệu đầu vào nó sẽ nhỏ thì nó sẽ không nháy đâu. Và tín hiệu đầu vào nó to lên thì nó sẽ nháy rồi. Đấy, tuyệt vời luôn anh em nhá. Đấy. Tăng bát check lên nào. Tăng bát check lên chút nào. Với con này độ nhạy cực kỳ cao luôn anh em nhá. Độ nhạy cực kỳ cao luôn. Anh em chỉnh chút thôi là có tác dụng rõ ràng, chi tiết cho anh em luôn rồi. Tăng này với cặp loa TVK12 anh em nhé, bass 30, giá 12.500.000 đồng một cặp. Anh em có thể nghe thấy tiếng bass check của nó rất rõ ràng, chi tiết và lẩy tí tách luôn, quá ok đúng không ạ? Giảm xuống này, anh em có thể nhìn thấy đây có tăng chút ít dB rồi, tăng có đến 1-2 vạch dB thôi mà cái độ nhạy và cái tín hiệu của nó đã lên cực kỳ là cao cho anh em rồi. Độ nhạy con này cực kỳ tốt luôn anh em nhé, độ nhạy cực kỳ tốt luôn. Đấy, bản cao cấp nhất thì nó khác bọt hoàn toàn luôn. Đấy, cao cấp nhất nó khác biệt hoàn toàn so với những bản thấp cấp hơn. Chống bụi này,
chống bụi anh em nhìn nhá, chống bụi cho fader. Đấy, chống bụi cho fader. Đấy, quá ok luôn đúng không ạ? Đấy. Anh em nhìn em soi chi tiết rõ ràng cho anh em luôn đúng không ạ? Ok, tiết hàng nhanh và gửi cho bác thôi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số bên dưới. Xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất bên em anh em nhá. Lau xì Davis 231S với giá 1.400.000 đồng. Ngoài ra em sẽ có thêm một bản màu đen anh em nhá. Màu đen với giá đó là cũng là 1.400.000 đồng, nhưng nó là màu đen thôi, trắng đen vẫn có hai màu. Ok, cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Chào tất cả anh em, có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhá.